Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh Duy là chiếc xe Mercedes Maybach GLS 600. Đây là một cái chiếc xe có thể nói rất là nổi tiếng trong cái thời gian qua luôn các bạn, bởi vì là các bạn sẽ thấy rất là nhiều những cái video clip chiếc xe này có thể là nhún nhảy. Bạn thì ở những cái thị trường châu Âu, bạn thì cũng có rất là nhiều những TikToker hoặc là YouTuber họ làm cái chiếc xe này nhún nhảy trên đường phố thì mục đích là biểu diễn là chính các bạn nha. Đó, nhưng với cái hệ thống treo nhún nhảy này á, thì nó sẽ giúp cho các chiếc xe chúng ta đi vào những cái đoạn đường bị sa lầy hoặc đi vào những cát các bạn một cách dễ dàng nhất, là chiếc xe nó sẽ thể là nhún nhảy để mà vượt qua cái địa hình đó ha. Thì hệ thống treo này mục đích đó là sẽ là như vậy đó. Nhưng khi mà chúng ta mua một cái chiếc xe mà hơn 12 tỷ, 13 tỷ đồng ở Việt Nam này các bạn, thì không có ai lấy cái chiếc xe này để đi cross hết, mà là cái chiếc xe này nó còn một cái tính năng nữa của một hệ thống treo rất là đặc biệt bạn. Thì có thể nói đây là một hệ thống treo êm ái nhất trên thế giới hiện tại luôn. Bây giờ nó sẽ sử dụng một cái camera ở trên kính chắn gió và có thể là scan quét mặt đường đó, thì những cái chỗ nào mà mấp mô hoặc là những cái chỗ nào mà bị lõm bạn thì hệ thống treo của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng trước rồi. Thì thông thường những cái hệ thống treo của những cái dòng xe khác bạn, các bạn chỉ biết là hệ thống treo bằng khí nén thôi ha, nhưng đối với cái chiếc xe này thì nó sử dụng cái công nghệ là điện và thủy lực các bạn. Đó là lý do tại sao mà chiếc xe của chúng ta có thể là nhún nhảy và phản ứng nhanh với mặt đường như vậy. Và với hệ thống treo e-active body control này bạn, thì chúng ta có thể là điều khiển độ cao của từng bánh xe một cách tự do luôn các bạn. Có nghĩa là chúng ta muốn bánh bên trái cao hơn bánh bên phải, hoặc là bánh phía sau bên trái nó cao hơn bánh bên phải, hoặc là thấp hơn đều được luôn các bạn nha. Đó thì Duy nghĩ là với cái hệ thống treo này Mercedes-Benz thiết kế ra các bạn, thì để có thể là đi trên những cái đoạn đường vách hoặc là những cái đoạn đường nghiêng như thế này, giúp cho chiếc xe của chúng ta thăng bằng tốt hơn cũng như là vượt qua những cái địa hình một cách cực kỳ phức tạp luôn ha. Vậy thật sự với cái hệ thống treo e-active body control này bạn, thì Duy nghĩ là duy nhất trên thế giới luôn có chiếc xe Maybach GLS 600 này làm được thôi. Hay là một hệ thống treo rất rất là đáng tiền, và đó là lý do có thể nói là chênh lệch giữa Maybach GLS 480 cũng như là GLS 600, và cũng là lý do mà giúp cho các anh chị khách hàng mà thay vì tiết kiệm 3,3 tỷ để chọn là Maybach GLS 480 thì chọn luôn cái xe Maybach GLS 600 này. Có thể nói bởi vì cái hệ thống treo này ha. Với chiếc xe Mercedes-Benz GLS 600 Maybach này, hiện tại bên Duy đang có sẵn xe để mà giao cho quý anh chị, và có thể nói là với mức giá là trên dưới 12 tỷ đồng thì cái chiếc xe Maybach GLS 600 này có thể nói đây là một cái chiếc xe có một mức giá rất là tốt so với những cái đối thủ ở Việt Nam như là Range Rover Autobiography hoặc là những cái dòng xe khác nữa các bạn nha. Đó, và hiện tại showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy đang có màu trắng và màu đen để cho các anh chị khách hàng có thể là đến xem ha. Nếu các anh chị các bạn có thắc mắc hoặc là quan tâm gì về mẫu xe Mercedes-Benz hoặc là mẫu xe GLS 600 Maybach này, thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.